Cái này diêm thế quản, diêm họng đâm để đường phèn. Cái gì chú? Cái này biết này không? Cái cần cây người ta nấu canh chua đó. Thử rồi. Ăn sống được hả chú? Được. Nấu canh chua cũng được nữa. Thơm lắm. Mình diêm thế quản đó. Dạ. Đâm với đường phèn uống. Diêm thế quản là mình gắp cổ mình chịu nổi đâu. Dạ, viêm thế quản. Ừ. Diêm thế quản. Cây gọi cái gì chú? Với đường phèn đâm. Đâm chung bẻ năm đọt ha. Dạ. Đâm chung rồi mình dắt nước, đừng có để pha nước, dắt nước nó uống diêm họng hay lắm. Dạ. Cái này gọi là cái gì chú? Cái này cái rau cần cây đó. Cần cây đã, mấy người bắt ưa ăn này nấu canh chua nè. Dạ. Sao con chưa ăn cái này lần nào ta? Trời ơi, cái này nấu canh chua thơm lắm, thử coi. Dạ. Nấu chung vô hả? Nấu chung vô với nhau. Ừ, mình sắc nhỏ nhỏ mình tới chừng mình nhắc xuống mình để vô ăn ngon hơn mà mình đã cái gì rau thơm rồi đó. Dạ. Cái này nêm rồi. Cái này nhiều không chú? Sao mà con không thấy cái cây nào ta? Trời, chú trồng lum hết trơn kìa. Dạ. Cái nào thuốc chú xài được chú trồng để dành không hả? Có ai? Chị diêm thế quản nè. Cái cuốn họng mình á. Dạ. Đâm với đường phèn. Đâm với đường phèn. Năm đọt. Năm đọt. Để mà dắt nước nó uống. Uống vô là năm cái đọt này. Ừ. Ho uống vô là mình thi vô mình ho diêm thế quản mình ho đó. Uống vô là tối nay sáng thấy nhẹ đó. Dạ. Bớt đó. Chú chia sẻ kỹ cho con cái này là năm cái đọt này. Năm đọt này. Mình hái lần năm đọt thôi, không nhiều hơn, không ít hơn. Không ít hơn, không nhiều hơn hay sao? Không, năm đọt được. Dạ. Rồi để đường phèn. Để đường phèn. Đường phèn đó mình để chút cho đâm rồi mình dắt nước nó uống. Để vừa vừa thôi gì? Không có nhiều đâu đúng không? Cái đường phèn như này không có gì đâu, có hai món đó. À, đường phèn thì nó dễ uống mà, đường dễ uống, ngọt đâu có đắng đâu, này đâu có đắng đâu, này người ta ăn sống mà. Dạ. Đâm này, đâm chung nhau. Vì mà theo quản đó, theo quản thì gì mình thuốc tây uống càng ngày càng nó nóng nó không hết. Mà uống này vô nó hạ liền. Thật ra thuốc tây uống giảm đau rồi nhiều. Ừ, tôi bỏ lần cặp bọc thuốc tây á. Mình bị sốt vì đồ này kia mới cần mà uống liền thôi chứ còn uống vô nó. Bắt cũng gì nó mà nó hết một lúc tới chừng bữa hai bữa nó làm nữa rồi. Yeah. Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ, có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện, sẽ làm clip nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem và mọi người mua ủng hộ Dũng nhá, có 370.000 thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok.